À, chào anh em đang xem miền Tây Sula nha. Bữa nay là tối ngày 10 tháng 5 2022 ha. Mình lại tiếp tục công cuộc gói đèn và bán đèn. Nói chung là ngày nào cũng gói đèn và bán đèn. Để bữa nào mình tìm một cái chủ đề nào hay hay hơn quay cho anh em xem ha. Chứ còn tối ngày cứ đèn, inverter, quạt, kích, rồi MPPT, BBKM, pin lớn, pin nhỏ anh em coi hoài chắc cũng chán. Để bữa nào mình tìm những cái gì lý thú hơn nữa quay cho anh em xem ha. Đó, mình cũng có một vài ý tưởng làm ghê lắm anh em. Nhưng mà làm YouTube thì đâu có tiền bạc nhiêu đâu, cho nên là mình không có làm những cái video thiệt là hấp dẫn, thiệt là hay được. Với lại thời gian không cho phép mọi người. Thì bây giờ mình mới về chiều này một xe tải đèn năng lượng nha. Và trên cái xe tải đó thì có những cái mà mình bán mà hết hàng á, cần bổ sung. Đại loại như là GDT ha. T200 với 300 thì anh em biết rồi, mình đã hết hàng cách đây 5 ngày. 5 ngày hết hàng là 5 ngày vô cùng khổ sở luôn em. Tại vì cái T200 với cái T300 á, bán là cực kỳ giá tốt, mà anh em á, là mua là giống như là tin tưởng đã yêu thích cái đó rồi. Anh em hỏi quá trời luôn mà mình báo hết hàng, mỗi lần báo hết hàng là mỗi lần buồn mọi người. Và cuối cùng là mình cũng liên hệ với công ty ép giá nó, năn nỉ nó, xin xin xỏ. Giờ lấy cái đơn nhiều lên ăn cho nó bán mình giá rẻ lại mà nó không đồng ý mọi người. Lý do là bây giờ vận tải đường biển đang lên giá, xăng lên đó anh em, xăng dầu lên đó, vận tải lên Trung Quốc thì nó cũng tăng tăng giá mặt hàng. Anh em biết là GDT này nó mới ra ra cách đây 6 tháng thôi và nó bán rất là rẻ, lý do là để nó câu thị trường ha. Và sau khi câu thành công rồi, nó có chỗ đứng rồi thì bây giờ nó tăng giá để tìm lợi nhuận, thì điều đó là cũng hợp lý thôi, ai kinh doanh cũng vậy mọi người. Cho nên đó là bây giờ mình quay video này thiệt kỹ và mình báo lại giá của cái GT 300 này. Thì hai cái T300 này mình gửi cho anh Linh nha. Anh Linh ở 129 trên 28 Hà Huy Giáp, khu phố 3, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Đó thì bữa nay là mình nói trước luôn để lát quên. Là cái này hổng 790, bữa nay là 880 nha mọi người. 880 ngàn một bộ nha. Anh Linh là người đầu tiên mua với giá 880 luôn. Đó thì mình về cũng không có dám lấy cả trăm cái như lúc trước nữa anh em, tại lên giá đó, cho nên mình lấy vừa phải thôi. Anh em nào đam mê liên hệ lẹ để coi bị chừng hết nữa đó. Cái 200 với 300 là nó bán chạy lắm mọi người, nhưng mà dù có lên 880 nữa thì cái đèn này á là nó vẫn còn cái giá mình đang bán 88 là giá rẻ nhất thị trường nha, vẫn còn cái giá rẻ nhất thị trường, và cái đèn này vẫn rất là xứng đáng với cái số tiền 880, chứ không phải là 88 là nó mắc. Cái đèn không có giá trị, không có tới 88 là anh em nghĩ vậy là sai rồi. Lúc trước mình bán 790, mình luôn luôn nói với anh em á, là 790 là giá quá rẻ so với cái đèn này. Thì bây giờ 880 là nó đúng đúng tiền đúng hàng rồi đó mọi người. Chứ còn mà rẻ hơn nữa thì không bao giờ có chuyện rẻ hơn. Trên thị trường người ta bán cái này 1 triệu không anh em. 1 triệu 1 bộ nè, 950, 1 triệu gì đó, mình thấy mấy anh kia bán á. Thôi nhưng mà mình ráng ép giá mình bán 880 cho anh em nha. Đó thì bây giờ mình thông báo lại cấu hình ha. À, số anh em mà đã đam mê GDT này rồi á, cái T này tại sao bán nhiều anh em? Tại vì nó sáng vậy lắm, nó sáng, nó chất lượng, mà giá của nó dưới 1 triệu, cho nên anh em mua nhiều, đơn giản thế thôi. Đó thì anh em đam mê là có nhiều anh là thuộc luôn cái cấu hình luôn, mình không thuộc mà mấy anh đó thuộc luôn. Đó, bây giờ thì tấm pin là tấm pin 25W, tấm pin 25W, bộ pin lưu trữ á, là 26 Ah nha, 26 Ah, chú ý đừng có làm rớt mấy cái tấm này ra nha. Rớt lùm là lấy ra phải coi để nó rớt mất. Ở trong cái đèn chỉ có cái tấm đó thôi. Nhiều anh mua đèn nói sao không gửi phiếu bảo hành, không cần phiếu bảo hành đâu anh em, mình bán đèn cho anh em á, là mình ghi lại hết trong vòng 2 năm, nếu cái đèn nó có vấn đề gì xảy ra thì anh em cứ gọi cho mình ha, và sau 2 năm có vấn đề gì xảy ra cũng cứ gọi cho mình chỉ cho anh em cách sửa, hoặc là gửi về đây mình gửi lên công ty sửa cho anh em tính tiền thôi chứ có gì đâu. Không hư gì sửa đó tính tiền thôi, đơn giản. Chứ anh em đem giục thì nó uổng lắm nha. Tại vì mình khi mình giục cái đèn thì tấm pin đó nó vẫn còn và uổng lắm. Tấm pin này xài cả đời không hư nữa. Đó cho nên là đèn hư sửa đèn thôi mọi người, đơn giản thế. Nhắc lại tấm pin 25W, bộ pin lưu trữ 26 Ah, 400 USMD 2835. 400 USMD 2835. Đang thể hiện sạc nè. Đó, hiện sạc rồi nha. Video này chắc anh Linh coi đó, cái này là hai cái đèn này của anh Nguyễn Đức Linh nha, ở phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Cảm ơn anh Linh rất là nhiều. Anh Linh cũng không có quan tâm tới cái vấn đề lên giá đâu mọi người, anh chỉ quan tâm là anh mua hai cái đèn này thôi,
Còn mình báo lên giá ảnh ok hết ráo à, ảnh không nói ráo á. Ảnh báo ảnh hỏi mình phí ship nhiêu, mình nói hai cái đèn này phí ship đó 100.000, ảnh cũng im re ok luôn à. Ảnh cũng không thắc mắc ráo. Nói chung là cái đó là cái mà mình có thắc mắc cũng vậy anh em, ví dụ như phí vận chuyển đi, nó áp dụng cho cả nước mà, cho nên là giờ mình thắc mắc cũng vậy à. Bưu điện nó thu là thu cho cả nước mà anh em, chứ đâu phải thu anh em mình không đâu, cũng đâu phải là An Giang mình đâu đúng không? Cái nào cũng đúng đúng tầm của nó thôi ha. Rồi bây giờ mình nhắc lại này. À, tấm pin 25W, bộ pin lưu trữ 26A giờ 400W MD2835, mạch sạc đồ ok hết luôn, nguyên bộ như vậy là 880 nha. Cái đèn này rất là sáng nha mọi người. Bây giờ sẵn quay ban đêm á, cho nên là mình test xong rồi mình mang ra đằng kia cho anh em coi sáng như thế nào luôn. Cái hàng mà hot T300 này á là anh em biết là mình hết hàng có 5 bữa chứ anh em gọi điên cuồng luôn mọi người, gọi mua đó. Nhưng mà mình báo hết hàng nhiều anh em giận luôn á. Đấy, bán đồ gì mà hết hàng. Bán gì mà hết hàng kỳ vậy. Rồi bấm auto. Đó, bấm on. Đó, hai đèn đã hoạt động ok nha. Đó là remote thứ nhất nha. Remote thứ hai này. Remote thứ hai này, ok luôn nha. Giờ đèn đã hoạt động ok rồi. Hôm bữa có anh kia anh bị remote bị chó táp á anh em. Thì chó táp, nhưng mà ở nhà ảnh có mấy cái đèn, ảnh hình như ảnh không phát hiện ra điều đó vậy. Mà có mấy cái đèn á, thì cái remote này là remote dùng chung nha anh em. Tất cả những cái đèn GD á là đều có thể bấm bằng remote này. Ví dụ như anh em có hai cái đèn, chó nó gặm hết một cái, còn một cái thì ta lấy cái đó ta bấm cho những cái còn lại nha anh em, chứ đừng lo lắng nhiều quá nha. Còn sau này chó nó gặm luôn cái còn lại thì anh em liên hệ mình sẽ gửi xuống cho anh em một cái remote khác nha. Còn tiền bạc tính sao đi, cái remote này có nhiêu tiền đâu, phải không? Đấy, nó cũng không có đáng kể để mình kể cái đó ra làm chi nữa. Nhiều khi mình có dư mình tặng anh em cũng được nữa. Remote này có gì đâu, phải không? Đấy. Thì cố gắng đừng để chó gặm nữa anh em, chứ remote cũng hạn chế đó, mình không có nhiều. Thì thôi bây giờ test đèn xong ráo rồi, mình mang cái đèn này đi ra ngoài kia để anh em xem cái độ sáng nha. Xem cái độ sáng của cái T này coi nó như thế nào mà người ta mua quá trời quá đất. Đó, hết hàng có mấy ngày mà người ta quá trời liên hệ rồi. Đấy. Rồi mình cầm ra đây, khu ngoài đây đó anh em thấy không? Cái vấn đề mà pha của nó đó. Giờ mình nói vấn đề pha của nó đi. Thì do cái chá nó lớn và led nó nhiều. Cái mặt của nó rất lớn nha anh em. Cho nên là nó pha một cái khu vực rất là rộng nè. Pha khu vực cực rộng luôn, thấy không? Anh em thấy không? Pha rộng ghê không? Đó, tưởng tượng nhà mình treo một cái này thôi mọi người. Treo một cái này thôi là anh em có thể sinh hoạt thoải mái ngoài sân, ở ngoài vườn đồ vô tư luôn nha. Khoảng cách khoảng 100 mét vuông là không thành vấn đề nha anh em. 100 mét vuông hơn luôn á chứ, thấy không? Cỡ 200 mét vuông luôn á chứ. Đó, thấy anh em thấy nó rộng không? Nó phà ra tới mút kia luôn á, đó, thấy không? Đó, đó là cái lý do mà cái này nó bán nhiều là vậy đó anh em. Người ta mua nhiều cái này là vậy nè, anh em thấy nó sáng ghê không? Nè, mình đi di chuyển cho anh em thấy ở những cái khung cảnh khác nhau nè. Đó, thấy nó lạ ra tới ngoài lộ luôn anh em. Đó, bởi vì người ta mua cái này nhiều đúng rồi, thấy không? Đấy, anh em mua rồi quay là mua nữa là đúng rồi. Cái này sáng và nó có một cái khoảng pha ánh sáng rất là rộng. Cho ông ta pha hết cái sân vườn ông ta luôn á. Đó thì anh em nào mà mua mấy cái này á, liên hệ mình Zalo nha. 0766874311 nha anh em. Mình luôn luôn chuẩn bị hàng sẵn sàng để gói gửi cho anh em. Hết hàng có hết cái tê này có 4-5 ngày mà mệt mỏi cũng chết, rầu cũng chết. Cuối cùng mình cũng lấy về bán nhưng mà phải tăng giá nha mọi người. Rồi anh em đam mê cứ liên hệ Zalo 0766874311 nha. Chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái đèn lần sau ha.